Các cơ quan an ninh của Philippines đã tăng cường các thủ tục an ninh vào ngày cuối tuần sau khi Phó Tổng thống Sara Duterte cho biết bà sẽ cho người ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nếu chính bà bị giết. Sara Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người nổi tiếng với chiến dịch chấn áp ma túy bằng cảnh sát khi ông còn nắm quyền. Các giáo thức an ninh tại Philippines đã được tăng cường sau khi Phó Tổng thống Sara Duterte tuyên bố sẽ ám sát Tổng thống nếu chính bà bị giết. Con gái của cựu Tổng thống Giorgio Duterte, chính trị gia này cho biết bà đã thuê một sát thủ để giết Tổng thống, vợ ông ta và Chủ tịch Hạ viện. Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, bà cho biết tôi đã nói chuyện với một người. Tôi nói nếu tôi bị giết, hãy giết BBM, biệt danh của Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., Lisa Aneta, đệ nhất phu nhân, và Martin Jomuadet, chủ tịch và là anh em họ thứ hai của Tổng thống. Bà Sarah Duterte nói tiếp, tôi đã nói đừng dừng lại cho khi giết được họ và rồi anh ta đã đồng ý. Bà đang trả lời một người bình luận trực tuyến kêu gọi bà là giữ an toàn khi ở lại Hạ viện của Quốc hội qua đêm với tránh văn phòng của mình. Theo luật sư hình sự Philippines, những phát ngôn công khai như vậy có thể cấu thành tội đe dọa gây hại cho người khác hoặc gia đình người đó và có thể bị phạt tù và phạt tiền. Tổng thư ký quốc gia Lucas Benjamin mô tả những bình luận mới nhất của bà là một mối đe dọa thực sự đối với Tổng thống và cho biết lực lượng bảo vệ Tổng thống tinh nhuệ sẽ chuẩn bị hành động ngay lập tức dựa trên tuyên bố rõ ràng và dứt khoát của phó tổng thống rằng bà đã thuê một sát thủ để giết tổng thống nếu âm mưu chống lại bà thành công thư ký điều hành đã chuyển mối đe dọa thực sự này tới bộ tư lệnh an ninh tổng thống để có hành động tích hợp ngay lập tức một tuyên bố của chính phủ cho biết bài báo viết tiếp bất kỳ mối đe dọa nào đến tính mạng của tổng thống đều phải luôn được xem xét nghiêm túc đặc biệt là khi mối đe dọa này được công khai một cách rõ ràng và chắc chắn những bình luận này là động thái mới nhất trong dạn nứt giữa bà Duterte và tổng thống Marcos Cả hai đều xuất thân từ những gia đình chính trị quyền lực ở quốc gia Đông Nam Á này. Văn phòng của bà Duterte không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các phát biểu của bà. Jean Enchinat Franco, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines, nhận định những phát biểu mạnh mẽ của bà có lẽ sẽ không làm giảm sự ủng hộ chính trị dành cho bà. Những lời lẽ kiểu này thậm chí sẽ đưa bà ấy đến gần hơn điều mà những người ủng hộ cha bà ấy thích ở ông ấy. sara Zimmerman Duterte Capio sinh ngày 31 tháng 5 năm 1978 tên thường gọi là Inday Sara, là một luật sư và chính trị gia người Philippines, là phó tổng thống thứ 15 của Philippines, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022. Trước đây, bà từng là thị trưởng thành phố Davao từ năm 2010 đến năm 2013, và từ năm 2016 đến năm 2022, bà cũng từng là phó thị trưởng của thành phố Davao từ năm 2007 đến năm 2010. Bà là con gái của cựu tổng thống Rodrigo Duterte. Sara Duterte là người con thứ hai của luật sư sau này là Tổng thống Giorgio Duterte và tiếp viên hàng không Elizabeth Zimmerman. Ông cố ngoại của Sara Duterte là người Mỹ gốc Đức đã chạy trốn đến Philippines từ Mỹ. Lớn lên trong cái mà bà gọi là gia đình tan vỡ, Sara đã nói về mối quan hệ yêu ghét của bà với cha mình khi bà còn là sinh viên do bà không chấp thuận được xu hướng lăng nhăng và thói quen thức khuya của ông. Sau khi ông rời bỏ vợ mình là Elizabeth, vào những năm 1990, Sara ở với mẹ và cho đến khi bà ấy trở thành thị trưởng, Sara coi mối quan hệ của bà với cha mình là không mấy thân thiết. Mặc dù vậy, ông Rodrigo Duterte coi Sara là đứa con yêu thích của mình và coi trọng nền giáo dục mà bà và các anh trai của cô nhận được. Sara Duterte theo học tại Cao đẳng San Pedro, chuyên ngành cử nhân liệu pháp hô hấp và tốt nghiệp năm 1999. Trong bài phát biểu nhậm chức thị trưởng thành phố Đà Vào. Dutati cho biết ban đầu bà muốn trở thành bác sĩ nhi khoa thay vì chính trị gia. Sau đó bà lấy bằng luật tại cao đẳng San Beda, nhưng chuyển sang cao đẳng San Patria, Ricoletos, nơi bà tốt nghiệp vào tháng 5 2005. Năm 2005, Dutati đã vượt qua kỳ thi luật sư Philippines. Sau đó, bà làm việc trong vài tháng với tư cách là luật sư tòa án tại văn phòng của thẩm phán tòa án tối cao Romeo Carriosa. Bà đã từ chức khỏi nội các của ông Marcos vào tháng 6 dù vẫn giữ chức phó tổng thống. Báo hiệu sự sụp đổ của một liên minh chính trị đáng gờm đã giúp bà và ông Macron giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2012 với cách biệt lớn. Tại Philippines, phó tổng thống được bầu chọn riêng rẽ với tổng thống và không có nhiệm vụ chính thức. Nhiều phó tổng thống đã theo đuổi các hoạt động phát triển xã hội, trong khi một số được bổ nhiệm vào các vị trí trong nội các. Quốc gia này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 5, được coi là phép thử ông Marcos được lòng dân đến đâu và là cơ hội để ông củng cố quyền lực và chuẩn bị cho người kế nhiệm trước khi nhiệm kỳ năm sau duy nhất của ông kết thúc vào năm 2028.